Chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Chào cả nhà. Sáng nay ở đây mưa quá trời, cả nhà mưa từ sáng sớm tới giờ luôn, nên là bữa nay nhóm làm ẩm thực nữa. Thì sáng Hương cũng có chuẩn bị một miếng thịt nè. Bữa nay nhóm sẽ làm món xá xíu để mình ăn với bánh tằm á. Hương cũng có mua được 2 kg bánh tằm xá xíu rồi. Xá mặt xíu mại. Xíu mại. Xíu mại. Bánh tằm xíu mại. Bánh tằm xíu mại. Xin lỗi cả nhà. Mưa này chắc ngoài ruộng chắc lúa nó sập hết luôn á. Sập cái chơi luôn rồi, cắt không được luôn. Nghiệp ha. Lúa tính năm nay có giá. Nó sập mà phải nằm chanh khô đâu, trời mưa nước nó chết chết rồi lúa nó nằm chảnh á. Nằm trên gầu chảnh luôn ha. Từ cái đó mấy nó cắt là nó hớt ở trên không à. Ở dưới rồi nó bỏ lại hết. Mưa đâu rồi lúc 5 giờ sáng gì á, tới giờ luôn. Giờ này là gần 2 giờ chiều của chú vậy. Cà đó, nó sao? Mưa này mà kêu mập đi bắt cá mập cũng không đi nữa cả nhà. Lạnh quá. Lạnh dữ lắm luôn. Lạnh tại giờ là chùm mền không á. Chuyển mẫu luôn. Rồi đó bà nội nói xanh non. Xanh non mà tướng giờ cũng im ta xanh non. Ở đó xanh non mà giờ tướng ngon. Ở đó mà xanh ngon á tướng còn ngon nữa. Lọc cháu cháu lắp đúng lắp luôn cả sáng non á. Dạ gì chai chai già quá lạnh nó chai. Củ sắn anh mập gọt là củ sắn già đó, già lột nó không trao nó không chạy không đi dọn. Con thấy cái món này thường người ta làm là có thịt nữa mẹ, thịt nướng hả? Thịt nướng thì người ta ăn bánh tằm bì, bánh tằm bì thịt. Còn này mẹ làm xíu mại, xíu mại mình ăn với bánh tằm. Cũng có thể là ăn với bún nữa cả nhà, hoặc là ăn với cơm cũng được. Thấy người ta ăn với bánh mì á. Bánh mì. Dạ. Mình ăn cái này sắc điện hồi con xay ra. Hình như là mình làm nước mắm chua, mắm chua rồi mình trang miếng nước cốt. Ờ đúng không? Ờ đúng rồi. Rồi để xíu mại lên dưa leo rau thơm. Giá có người thì ta để thêm miếng chả lụa. Hồi nãy chị có mua giá rồi đó. Giá đâu nó lấy ra tủ lạnh tủ lạnh. Giờ khô này thì ở chỗ Nam cũng này nhiều lắm, lụt nói chung là đầy vườn. Lụt lắm chứ. Cái này phải ngay Tết đồ có bánh rồi. Ngày hôm qua chị thấy chú Vũ ở đi bẻ dừa. Mà chị hỏi chú Vũ nhiêu dừa bự, dừa ta bự đó nghe mà ổng nói có 5-6 ngàn chục đó nhỉ. Dẻo trời ha. Điện trái không tới 1 ngàn quá. Trái không tới 2 ngàn. Tới 2 ngàn. Không, trái 2 ngàn. Trái 2 ngàn. Trái 2 ngàn 4. Trái 2 ngàn mấy. Trái 2 ngàn. Dừa ta bự đó. Còn dừa xiêm thì thôi. Dừa xiêm nghe nó không sao, còn ta mua. Bây giờ đám tiệc đầu bây giờ mua bánh chợ luôn chứ ít ít cái bánh tét đi ha. Hồi xưa thì đám giỗ thì phải đi gọc lá chuối nè rồi đem về phơi lao dân đậu dứt nếp giá chiều mà nạo dừa không là mệt rồi đó. Yeah. Nạo dừa hai cái bằng nạo mà vui vui hai ba cái bằng nạo rồi cái rừng phụ nữ thì lựa đậu rồi do nếp phụ nam thì đậu dừa kẹt kẹt rồi một bánh luôn một bánh cả bà ngoại với phim thì mắt hơi yếu thì cho lau lá chứ đâu có đường đâu lựa đậu lau mắt mờ lá không biết sạch không biết bị gầy không. Chà tới chà lui thì cũng sạch. Nghĩ hồi xưa, tại vì hồi xưa ở chợ người ta không có bán. Nhưng mà mình có thời gian mình làm ngon vậy hết rồi. Mình làm nó hợp cái khẩu vị của mình á. Ở đây là cái số cà chua gia đình Nam cũng cắt ra xong mình rửa mình lấy hộp mình để cho nó gáo nè. Cái này tí xíu thì gia đình Nam sẽ xay. Xay, xay cho nhuyễn mình làm cái sốt á. Cái hành này nó ngọt á. Một
mình phát nó sống vậy thì nó rất là nồng, nó nồng, nó cay mắt vậy đó, nhưng mà mình ớt vô thì ăn nó ngon, nó thơm. Treo một dừa gà nấu lần lần đi. Anh lấy cái nắp anh đậy nó lại đi. Thì anh không đèn luôn. Không đèn nhưng mà anh cũng phải lấy cái nắp đậy cho để gió cho nó lồng xuống, hiểu không? Không đèn là nó ấm mà. Nó ấm nhưng mà thôi cũng phải đậy cái nắp ở trên để gió anh nó thổi vô. Gió quá lạnh, như mưa quá nó lạnh, nó lạnh. Bình thường chịu không nổi nữa, mấy giờ chịu sao nổi. Sáng giờ chị nấu ấm, nóng quá thì cũng là. Nhưng mà cả nhà thế nào cũng nói là than lạnh muốn cà phê lúc đó. Tại lỡ ghiền rồi sao. Nghe không? Nghe. Nó cũng được. Im. Nghe cả nhà. Cầm lên, cầm lên. Cái nhà mập mà bởi vì ngay thẳng đặt trái dừa ra làm hai không? Ngay không? Phải mà nó không người mà không ngay thẳng thì trái dừa nó mấy sẹo rồi đó. Mà nhưng mà còn trái nó biết sao đây. Đụng giá với bộ. Không, không phải là khô héo. Cái rụng kiểu mà lâu ngày mình mới lụm vô á. Cũng vậy ha. Có lúc này khúc khác chứ đâu phải lúc nào cũng ngay. Cũng có lúc ngay lúc công nữa. Ở đây thì mẹ Nam xay mớ thịt da. Rồi xong tí xíu mình sẽ xay thêm cà chua nữa. Cái tối này công nhận xay nó ngon lắm cả nhà. Mình bấm nút mình quay ù vài cái thôi là nó nhiễm như vậy nè. Dạ. Cái lưỡi nó bén. Cái lưỡi dao nó bằng hay nóc nó bén. Bằng thép gì không biết nữa nè, cả nhà nhìn thấy ngon. Chứ để mình bầm á nó lâu, với lại nhiều khi bầm cái thớt nó cũng lên dâm á, cái nó hôi. Sẵn cái cối cái mình xay cà luôn. Tính gần. Theo chưa? Chúng gia cha nấu dừa khéo quá không? Bây giờ người ta cũng có mấy cái máy mà nấu dừa. Có nhưng mà không khéo bằng cha đâu. Nè, mấy cái máy nó nạo á, dắt nó không có hở, nó không có ra đứa cốt không làm đâu. Làm sao khéo bằng cái máy bây giờ, bằng sao bằng cái máy anh mập. Nạo là nhuyễn nhừ luôn nè, thấy không? Ừ. Đó cái này mà em mà dắt một cái là em khen anh liền luôn á. Cái máy mà ta xài thời gian nó gơ, còn cái máy này là xài bền. Cái máy này xài vài chục năm nữa chưa gơ nữa đó. Máy này Hương xài bền lắm cả nhà, cũng có vài chục năm nữa nó có hơn nữa. Nó diễn nhiều không? Ở đó tự nhiên mình đặt anh mập nghe cũng hay á, dễ thương mà phải, cũng hợp tình hợp lý. Chứ biết kêu ảnh bằng gì? Tại vì ảnh đâu có ốm đâu, ông xã tôi hả? Kêu bà ảnh bà ảnh ốm. Không, tại hồi lúc đó dịch bệnh ở cả nhà cho nên là nhóm tối ngày không đi đâu chứ ở nhà. Anh mập thì ảnh có cái tâm hồn ăn uống. Anh ở nhà là anh ăn suốt luôn bởi vì lúc đó anh mập. Không. Cái kêu ảnh mà anh mập. Hồi lúc dịch bệnh đó là anh căng ký là ngang với vợ đó. Mà sao đó anh mập quá trời hết vậy lúc. Anh như giờ ông rẻ lại á. Hồi đó thì bây giờ nói số ký luôn cho cả nhà nghe luôn nha. Mập 72kg á. Không. Rồi. Lúc đó anh 74kg. 74 này sao? Lúc mà trời mà đó, lúc mà Út Liễu đó cái đầu anh mấy ngố đó. 74 hả? Kể cả nhà nghe nha. Nặng hơn. Vậy thì 16 á đâu có ra đường được đâu, rồi tóc ảnh dài, ảnh có cái tật tháng thì ảnh phải hết 2 lần. Anh chịu đâu có nổi cái Út Liễu với chị Hương có đứa em chú Bác Rụa, con của chú Tám hết tóc trên đây nè. Cái điện nó gình gình nó lén nó xuống. Nó thì nó hết, nó không biết ý ảnh, nó hết nó cúp mấy ngố cả vậy đó. Chịu mà xấu rồi. Chán như là ảnh cũng phải chịu thôi chứ đâu có cách nào lựa chọn, đâu có đi thợ thầy gì được. Cái gì anh đào cái nóng kết, anh đội cái anh đè cái máy đó, nó sụp xuống dài, nó ngang trên mài, cái anh thờ gốc dừa. Cầm điện thoại anh nắm nó. Ảnh không có hay là ở đây mình cười ảnh. Giống hết cái miệng dùa ấp lên. Nói vậy để mà đây các mấy ngố hết sảy. Mấy ngố. Mấy ngố. Mập ha, còn mà gốc dừa ha, còn cầm điện thoại ông coi nè, còn cái máy ngố ông nấp ngang vậy nè. Nhìn ông cười xỉu. Anh mà có cái tật nha, anh mà hớt tóc kẹt lắm, mà lúc mà chị Thị ra đường không được thì bắt người em nó hớt thôi chứ.
anh mà đi hết cái người nào đó là lại cho đó là bữa nay không hết là về chứ không hết cho khác. Vậy đó, chung thủy lắm. Nói thật hồi nãy Hương xay xong cả nhà. Giờ Hương sẽ tốt. Có gõ chút nước. Con cho miếng tỏi phi vô. Vô chút cơm. Hương có dùng cỡ khoảng 2 muỗng canh bột mì nha cả nhà. Có bột mì vô thật cho nó dai dai chút, tại mình không có dùng chả cá. Cái này là lá hành dưới gốc ngò gí nè. Cái này là hành tím, em cho vô luôn. Thường cho một miếng dầu hào vô. Này là gia vị nè, đường, hạt nêm, bột ngọt. Mình cho miếng tiêu vô. Mình nhồi xong mình mới để củ sắn vô. Cho cái thịt nó dai rồi mình mới để củ sắn. Thấy đi mua hủ qua gì giờ. em làm món này ăn ngon hơn hủ qua. Dạ tôi thấy mình thấy ăn hấp dẫn chưa mới cái bước đầu thôi. Qua giòn mau hơn. Mà nói gì nói chứ Hương thấm cái máy nạo dừa này xài bền mấy chục năm. Xài hết mấy chục năm rồi còn gì. Không biết xài gì. Đó cứng nhiều tuổi. Đó hả? 18, 19. 19 hay 18? 19. 19 luôn. Ờ. 19 luôn dài 40 à. 40 đâu có. 46 à. 46. Tính 25. Điện Lê Phiên 28 tuổi đi, tính 29 năm rồi. 29 năm rồi. 29 năm rồi, anh nhắm... Củ sắn Hương sẽ cho nhiều xài cả nãy củ sắn này... cái đó không biết xài được nhiều năm nữa. Củ sắn này Hương hồi nãy cũng có để miếng muối vô á, cho nó xèo cái Hương dắt ra cho nó gáo. Nó gáo cái củ sắn đó. Để cho nó bị ướt. Là hàng nhập, xài nó mệt lắm. Hàng ba với mẹ chọn nè. Nhưng mà mình nhắm tình hình mà gơ gơ cái mình lại tiệm mình trang trí mình lại mình sửa mình đóng nòng đóng dơ được mình thay nhất nè mà nhưng mà thay phải có đồ có nhật nha mới xài mới chất lượng nha. Ở đây thì ngoại với mẹ Nam thì cũng dò duyên nè cô chú anh chị. Mình dò duyên nè, mình đi hấp cục chứ hả con, đi hấp nha. Đi hấp mình hấp chín cho mẹ giò đi. Để cái dĩ này vô cả nhà. Rồi Hương cũng kê cái này dưới nè, không có cái nước chả nó có nhiễu xuống nó hứng. Để cho cái xỉn này vô đây. Đây thì mình cũng thắng nước cốt nè cả nhà. Lần hồi mình chan vô bánh cầm bì của mình á. Này mình cũng cho ít bột năng vô á, nó sánh lại rồi nè. Giờ mình sẽ cho phần này nước cốt đặc vô. Nước cốt này thì mình cho vô sau. Nó chín rồi cả nhà. Sẽ bưng nó ra. Ở đây thì ngoại Nam bắt đầu làm nước mắm nha cô chú anh chị. Chanh. Bữa nay mình làm nước mắm thì đặc biệt là mình làm chanh ít. Nước làm không có chua. Dừa, đường, nước mắm mình để vô rồi có thể là tỏi, ớt. Ớt này nó cay dữ lắm, không có dám để nhiều cả nhà, nhiều cay quá ăn nổi. Sừng trâu quá mày. Ớt sừng vàng. Sừng vàng. Trâu giờ ớt toa chồng nữa chứ. Giờ chồng sừng vàng luôn. Nó cay xé miệng luôn. Cay quá ăn cũng mất ngon nữa. Cay dừa. Hồi xưa mình trồng sừng trâu. Sừng trâu cái mình lấy giống lại cái mình mổ lấy giống lại cái chuyến xa trồng nữa. Bây giờ có hộp hết trơn không ha? Bây giờ trồng hộp mất lắm rồi, sừng vàng mất lắm. Giống ha, giống người ta ương thì cái giống. Nhưng mà đậu không á? Đậu, nhưng mà con trồng cũng đậu nhưng mà có cái là cái giống nó mất lắm. Một bịch nó giờ cũng khoảng có 100 mấy á. Mà cái hộp bịch không có nhiều hộp chân á. Dạ. Thứ là mình xịt hộp à. Nếu bây giờ con trồng 2 công là con mua khoảng từ 8 bịch. 8 bịch là được 8-900 ngàn à. Một bịch đưa ra nó gan chấm mấy. Ở đây thì mẹ Nam chuẩn bị làm sốt nha cô chú anh chị. Để mình bỏ vô cái chả đó, cái thịt. Phải khỏi khá một chút cho nó thơm. Ở
Ở đây thì cà chua mẹ Nam lấy xay ra nhuyễn cho chú anh chị. Bây giờ mình sẽ bỏ vô ha. Đào lên. Đây là gia vị nè, hương cho đường phèn với hạt diêm với miếng mực. Mình cái sốt trong phần mình đổ lên cho. Cái món này là lần đầu tiên gia đình làm. Lần đầu tiên làm luôn cả nhà. Hồi xưa giờ chưa có làm, chưa có ăn. Mình nêm nếm theo khẩu vị mình, chắc mình cũng cảm thấy ngon cả nhà. Nấu mình nấu cái sốt này cho nó bả ra luôn, nó sệt rồi hết. Mình mới để vô cái chả hấp hồi nãy đó. Nhưng mà làm cái món này làm thích. Làm cái món này phải có trái hũ quả không cho mẹ. Cái này á là phải có con cá cá liên hồng, sút cà luôn. Sao mà em làm cái này rồi? Giống mì chan không? Giống giống sút cà, anh sút cà. Anh Mập với quay phim với Hoàng Phúc quá thích cái món cá chiên sút cà lắm cả nhà. Lâu lâu cái hương cũng mua. Cái đó có con cá mình chiên cho sút cà à. Còn kia có trái hũ quả đưa vô làm lẩu luôn. Không, cái này có cá tây tượng vô được không? Được. Ấy hầm còn mấy cái được. Bữa nào mưa dầm quá thì bắt không được. Chứ không bắt con cá tây tượng đâu. Cá nuôi bự ai? Bự bằng tay. Không. Có mấy con trước. Mấy con trước rồi. Chiên để nguyên giấy cái nó vuông là nó cái chế me đồ vô nó hút vô. Thôi chiên xào chim tương. Chiên xào mặn đánh giấy luôn chim tương. Chim tương là nhúng dao á. Chim tương để lên cái mâm vậy nè. Rồi 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 bắt cái bếp ga bếp từ gì đó để vô. Rồi nó sôi đột 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 vậy đó. Cá tây tượng vậy. Tây tượng. Tượng của trẻo à. Bự hoành bún rồi. Phải cả cho anh em không? Cỡ 2 kg ăn lên rồi đó. Bị không ít quá là có hình như là vài con à. Còn cái kia số kia chắc cỡ 5 ngón tay. Cả nhà mình có thấy anh Mập lúc này ốm không? Dưỡng eo 2-3 ngày nay rồi đó. Sáng ăn cháo trắng không đó chứ. Ăn cháo trắng rồi. Chợ chứ đâu cho ăn bánh trái gì. Sáng ăn cháo trắng hột vịt gà tươi mà hột gà so mà mới đẻ cả nhà. Ăn cái gì là chết hả? Chắc là hầm cháo quá. Thôi thôi thôi. Anh làm gì vậy? Cái nào vậy? Vậy? Cái cụ này vậy chứ nó chứa nhiều lắm chứ ơi. Nhiều lắm. Nó sâu lòng lắm. Cái cụ lao cả nhà, cái cụ lao hồi xưa nè. Bữa nào mình nấu lại món cụ lao nè ăn chứ. Cái đó kêu mình cụ lao ông Mập đó. Bụng bự nè, chứ nhiều. Bây giờ người ta bày ra mấy cái lẩu á, cái cù lao bây giờ nó rảnh rồi. Chứ hồi xưa đâu có ở không đâu, mượn tùm lum hết. Cù lao là mình nó đốt than. Than. Nhưng mà nó không có chứa được nhiều nước á. Mình ăn mình mắc chăm hoài. Chứ mình ăn không? Chứ mình làm đi mình mắc quạt đầu lên trời nóng cái nó lâu lắm. Lâu lắm. Nhiều khi nó mà yếu lửa rồi đợi tới mà sâu lên thời gian nó lâu. Trời vậy mà trước nó chơi muốn hết cái mâm này luôn. Hồi đó chạy bàn á. Yếu lửa cái nhầm bàn á là ôi mới nhìn. Non nóng á. Cái này phải hai cụ sao? Mình ăn dịch xuống cái mình chăm vô đi. Bữa nào mà cụ cũng được, con này ngán lắm á nghe, ăn ngán lắm á. Bữa nào về nội Nam cũng như làm cái. Bên nhà nội Nam còn mấy cái. Nhưng mà cái cù lao ăn cái cù lao này dòm nó hấp dẫn hơn là cái cù kia. Cái cù kia là mình cù kia là cù gì? Cái lẩu đó ăn không hấp dẫn mà cái cù này biết không, mình lúc mà mình để than rồi lúc mà nó mà sôi lên á nó làm ụt người thấy nó hấp dẫn lắm. Nghe nói cái cù kia hết hồn. Cái cà hương xào nó cũng sánh rồi cả nhà. Vậy Hương sẽ cho hành lá vô. Tối quá cô chú anh chị quay nó bị rõ. Rồi ốc liễu mình thấy cù quá. Cù này chứ không phải cù kia nha. Biết thì sáng cha mua vài ổ bánh mì ăn con ngon quá. Nói vậy. Cái này ăn bánh mì là quá. Cái này người ta ăn bánh mì là đúng luôn đó. Đúng ngày sáng là mua vài ổ. Mời nấu nữa đi. Mà chị ơi, mình mua sáng mà tới chiều này nó mềm hết nó. Mềm. Đúng là mình ăn buổi sáng á. Tại vì bữa nay mình quay buổi chiều rồi. Ông Mập muốn ăn bánh mì, cho ông bánh mì. Không có ăn với cái này, ăn món khác. Không, cái này ăn bánh mì ngon. Người ta làm á, người ta làm cái nước nó lỏng hơn mình.
mình làm nó đậm đà, nó sọt hơn. Cũng vừa luôn ha. Vừa. Đậy nắp lại cái để than vô. Cũng vừa luôn. Làm đây em để ngồi. Để ngồi vô, để than vô chứ ngồi nó héo hết. Không, đừng có để than, ô đừng để ngồi. Chừng nào mình ăn rồi, để ngồi vô. Rồi để than vô đi. Để than vô đi. Thì nó chín chưa nè em ơi. Anh gấp cái nào chín chín sẽ dưới rồi anh gấp cái than sẵn sẵn. Rồi, chín rồi, chín rồi. Để than này là giống đám giỗ hồi xưa nè. À. Dạ. Con nhớ nhà ngoại á, hồi xưa là cù này không ngoại? Lúc con nhỏ nhỏ ngoại. Cù này để than vô ăn. Dạ. Đó nhà ngoại hồi xưa có cái bàn cây ăn cơm dài lắm, mấy cái là cái tới cái ngày cúng là cù lao lên một dọc vậy đó. Mà đám, dạ, mà đám giỗ xưa đông. Cái là đó là những lúc là cũng đi tiếp đám là chạy bàn dữ lắm nha, cái ngày này nha. Chạy khói đen không ha. Đen không đó. Với quạt á. Mượn xưa mấy quạt. Mấy cái nón của quạt không. Nhìn hấp dẫn quá ha cô chú anh chị. Chứ ăn nữa mà thấy ngon quá. Chị Nhút nói là món này là món ruột rồi đó. Thấy là món này chị Nhút ăn được nhiều. Nó mỉa chưa leo luôn. Có thêm miếng bì nữa. Nhiều. 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 Cái món này thì Năm thấy nó hơi kỳ công. Làm mưa gió làm được con. Dạ. Trời mưa trời gió thì mình làm món này ăn được, mình phải gì không có đi vườn. Người cỡ 3 cục chúng ta. 3 cục đi nha. Có ăn thêm thì gấp nha anh Mập. Ờ, người ta cỡ lắm, gấp thì gấp được thì chứ người ta mắc cỡ lắm, người ta không có chồng đâu rồi nha. Nè của anh nè. Em làm cho anh hả? Mà anh Mập thì 4 cục đi. Không, em làm cúng chứ. Cái này mà có cái ổ mì ăn không? Ừ. Mà để cho nó cốt đâu. Cái này mì nó mới đúng. Ổ là không dám ăn nó cốt. Để cho dễ tao qua mì tiếp. Mời cho Mập ăn miếng mì nha. Mày cà ri không? Cái này phải chăm miếng nước nữa. Chú ăn nó cốt không? Nó sâu quá. Còn nước nắng trời để mẹ. Xấu rồi. Dám mì mẹ cốt. Cảm ơn chở được mấy cục. Ba cục đi. Ba cục thì có chị ăn ngon miệng. Chị làm một dĩa cúng cái dĩa nữa chị. Đây nè chị đang làm. Đây nè. Nó sắc luôn vậy. Nè chị cho nó cốt. Ăn nước nó cháy vậy lắm. Giá được chút rồi. Miếng nữa đi. Sao thấy ít nước sốt vậy? Nó cốt nhiều ngon. Rồi mình mời cả nhà ăn bánh tằm xíu mại nha. Cả nhà ăn bánh tằm xíu mại với gia đình nha. Bánh tằm thì Ừ. Em ba. Đổi. Lúc rồi nó món này được mềm. Rồi mà cả nhà ăn bánh tằm nha. Xin mời ba cô chú. Bánh tằm xíu mại. Xin mời cả nhà mình ăn bánh tằm xíu mại với nhóm nha. Có nó cốt vô bé nè. Quá dễ, quá dễ. Dĩa này quá dĩa. Này nãy tao lấy cái tô. Rồi mời cả nhà ăn luôn nha. Cầm dưới lên. Luôn cùng những cái. Rồi mời cả nhà luôn. Đã. Ngon bánh nhà. Ngon. Cái cục xíu mại này mình là mình xay thịt ra nó nhuyễn rồi mình ốp gia vị vô nó đậm đà, rồi cái củ sắn á mình để chung vô mình hấp á. Cái ăn nó cũng giòn giòn ngọt ngọt. Bún á thì có rau, có dưa leo rồi có bì vô nó cũng thơm thơm rồi mình có nước cốt với nước mắm chua cay á. Vô nó cũng ngon lạ lắm. Ở Trúc Trăng nó bán dĩa gì là 40 ngàn mà đâu được nhiều gì đâu. Ít thôi. Chữ 2 cục à? Ừ, cục nhỏ nhỏ. Chữ 2 cục, 2 cục nhỏ. Mà 40 ngàn gì? Mình làm này á, nó hơn cầu kỳ. Nhưng mà sao mà nó ngon kỳ cục nước. Ngon hả? Đó vậy, như là em mới ăn là cái này là lần đầu tiên. Lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên thôi. Mà thưởng thức chị là... Chị cũng làm lần đầu tiên luôn á. Dạ, mà em thưởng thức là biết mùi vị nó ngon nha. Hồi trước bà nội hay đi Chúc Trăng về mua. Anh thì có ăn. Nhưng mà người ta làm nước lỏng lắm. Nó không có đậm đà như của mình làm đâu.
nước cốt á người ta cũng pha bột. Cái cù lao này hôm nay thì do nãy để than nhiều quá đó cô chú chị, nên là với mình làm cái nước sốt nó hơi kẹo á, nên là nó bị đen chảy nóng cái dành ở trên rồi, cái dành không à, mấy cái chỗ mà nó hụt nước á, ngon mà ngon, nó đổ nước ra chùi ngâm nó, ngâm nó vậy thì ngon, để chứ mới ăn lần đầu tiên mà nó đã. Nhưng mà nếu chăng còn lại cái chỗ bán cơm đó, vừa bán bánh tằm này với một cơm mà, nhưng mà ăn cơm bình thường ngon. Cơm cũng ngon. Mình là nông dân, mình ăn cơm là chín, còn bánh thì lâu lâu mình ăn lần. Còn nè, còn nhóc con xíu mại nè, ăn ấy vô thêm. Nãy làm đâu có hết đâu cô chú anh chị, làm có phần nửa gì vậy. Tại vì mình ăn vừa làm vừa đút ăn thôi, mình làm nhiều quá không hết. Để kia mình mua hú qua gì mình dồn nữa. Mời đi chợ mua hú qua gì dồn mà. Không, cái nhân đó anh Duyên chả giò á, tại vì nó có củ sắn rồi. Cái giò thôi là Duyên mình nhỏ cái mì, mình làm bánh cam mặn á. Đúng rồi. Làm bánh cam mặn mà làm bánh mì á. Thôi, Út Liễu làm bột nếp cũng được nữa. Chiên ngon. Bột nếp này đó. Gói chả giò á. Không, mình thích giò qua. Đúng rồi. Tình hình này là chiều chút mưa nữa rồi. Mưa rồi, mù quá. Vô bão. Bão số mấy rồi làm rồi, mình... Vô bão rồi nè. Mưa này ngay lễ cũng được. Ở Sài Gòn về tới nhà ta nhậu thôi, không đi đâu chơi hết. Thường thường mấy năm 2/9 mà mấy năm trước á, trước Covid rồi á, vui lắm, không có mưa, nắng, đi chơi rồi xe chạy ầm ầm vậy đó. Đúng, người ta có bạn gái là bữa nay người ta đâu có quay đâu, chơi bạn gái đi thành phố, thành thị rồi chơi. Đi chơi rồi. Chăng ai đi ai này ngồi quay. Tuổi này mà 2/9 là lễ mà không có bạn gái thì kéo đi chơi về nhà quay. Đúng rồi, clip cho cô chú anh chị xem. Đứng ra tụng hiệp nữa chứ. Bữa nào mình kiếm cho nó đứa bạn gái mới được mà. Chứ giờ còn vậy gia đình phải vui, phải mừng không, không có vui. Ngày thường á thì đi làm kiếm tiền, lễ cũng đâu có nghỉ đâu, cũng đi quay. Sẵn đây thì mình cũng nhờ cô chú anh chị gần xa trong nước ngoài nước làm nhịp cầu nối kiếm bạn gái vào Nam để bạn bốn phương. Cả nhà có con cháu gì trả cho nó thì cả nhà. Ở đây là quay phim nó mang tiếng ế rồi đó cả nhà ơi. Ở dưới quê mà ở trạng tuổi nó là bị mang tiếng ế rồi đó. Mà cũng coi được chứ đâu phải xấu tệ đâu ha. Tính ra nó tính ra cho anh với nó là tính ra cái đẹp trai, cho cái sánh đẹp trai cho anh thì cũng lợi đó. Nhưng mà có ăn cái là nó thua nó làm như là đó, cha 19 tuổi thì cha cưới vợ rồi, con giờ 28 tuổi mà còn chưa có người yêu. Nó không hút bằng, có ai nó không hút bằng anh. Thì vậy là thua. Tại vì con biết làm sao không, nó không có đi chơi, nó không có gặp đấu tượng, nó đi chơi đâu. Nó gặp mập đó cũng đâu đi chơi, qua đây cái được ba gã rồi. Thì không đi chơi mà từ cồn mà qua đây mà đóng đô đây luôn. Trồng dưa hấu. Nó giờ nó không có trồng dưa hấu. Mà trồng dưa hấu á thì đi trồng hết, vẫn trồng đâu trồng cặp ông và vợ già cái nữa. Dạ, rồi chị Hương đi ra đi vô rồi. Dạ anh mập cua mua cho luôn. Nó miếng đất cho nó trồng dưa hấu đi là nó có vợ rồi. Anh mập hồi xưa á trồng dưa hấu ảnh đen lắm. Ảnh với Hương nó không có quen nhau nhưng mà biết. Tối ảnh hay vô nhà Hương coi tivi á. Cái cô Vinh Đại Thiên á, ảnh mắc cười, ảnh cười cái là Hương quay ra sao Hương chỉ thấy cái hàm răng ảnh. Mập đó ảnh hô. Hô, ở đó ảnh ốm. Ảnh mập hồi đó ảnh có 53kg à, ảnh ốm hơn hút nữa, ảnh hô vậy đó. Rồi ảnh trồng dưa ảnh đen á. Rồi ảnh cười hố hố một cái là ngồi ở trước quay ra sao nhìn thấy là thấy có cái hàm răng, thấy cái mặt. Dạ. Dạ mà. Nhờ đó mà có hàm răng mới cưới được cô Hương đó. Mà không có hàm răng trắng thì là cô Hương đâu có nhìn đâu. Giờ ra thấy hàm răng mới thương đó. Đây, nhìn ra thấy chữ hố hố trong ra đóng cửa cho coi. Đó, ở đây cũng ít có nhiều tiếng mà hồi đó tivi mình ba mua hồi đó đâu có điện đâu, xài bằng bình. Rồi xài đèn cốc á. Ẩm cười hố hố quay ra nhìn có ai cười dữ vậy. Quay thấy hàm răng không thấy người ta, nhìn không có dĩ mới thấy người ta.
đó đích tệ dữ sao đen dữ vậy ta. Nhớ rồi đó anh cũng đâu có làm gì đâu ta. Chồng chưa vắng nắng chị quá. Không rồi, lúc mà em cưới vợ em á, anh qua nhà rồi còn chèo đó là lúc đó chị lấy hình ra cho coi anh cưới là anh ba anh ốm cao. Ốm. Cao. Rồi đó anh năm mấy ký à? Năm ba ký. Nhưng mà hồi xưa mà anh như vậy là anh cũng đẹp được nhất dùng rồi đó. Tính ra là anh hồi xưa anh như vậy là anh nó bạn là tính ra là đẹp nhất cái dùng đó luôn. Là dùng nhất đó là chân nào đó rồi. Có một người yêu đó.